cựu công an trẻ án cho cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị tuyên án 9 năm tù. Khảo sát, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden cải thiện đáng kể trước bầu cử giữa kỳ. Mỹ, thống đốc bang Florida bị tố lừa đảo khi chuyển dân đến đảo Martha's Vineyard. Lực lượng thân Nga tại Donbass đón thêm hai tiểu đoàn tiếp viện. Máy bay phản lực chiến đấu Fencer của Nga bị phòng không Ukraine phá hủy ông Zelensky đề nghị nối lại xuất khẩu ammoniac của Nga để đổi lấy tù binh. Điện Kremlin nói không. Đức theo dõi ký việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự, tập trận với Nga. Trung Quốc lên kế hoạch trừng phạt CEO của Boeing Depend vì các thương vụ với Đài Loan. Nhật Bản cảnh báo bão mạnh sẽ đổ bộ vào miền Nam nước này. Dekan News xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp tối ngày 17 tháng 9 của chúng tôi. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 17 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ án chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an, 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng phạm tội môi giới hối lộ, Hội đồng xét xử tuyên Lê Thanh An, cựu cán bộ C03 Bộ Công an 6 năm tù. Luật sư Bùi Thị Hồng Giang, 9 năm tù. Nguyễn Ngọc Triệu, cựu Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cựu sư chủ trì Chùa Nôm Hưng Yên, 5 năm tù. Trần Văn Long, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt, 3 năm tù. Hà Duy Tuấn, cựu Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thịnh, 9 năm tù theo cáo buộc, đầu năm 2021, biết mình bị C03 điều tra, ông Quân đã tìm cách để thoát tội. Được bị cáo Kiên hứa hẹn chạy án, ông Quân đã nhiều lần đưa cho Kiên tổng số tiền 2,2 triệu đô la Mỹ để lo việc. Ngoài ra, bị cáo Kiên còn yêu cầu ông Quân đưa 1,5 triệu đô la Mỹ để giải quyết cho một giám đốc trúng nhiều gói thầu tại bệnh viện Thủ Đức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau khi nhận 3,7 triệu đô la Mỹ, bị cáo Kiên không có động thái gì mà chiếm đoạt số tiền này. Ông Quân nhiều lần đòi và đã được bị cáo Kiên trả lại 1,15 triệu đô la Mỹ. Thấy bị cáo Kiên không lo được việc, ông Quân gặp bị cáo Trần Văn Long cùng luật sư Bùi Thị Hồng Giang để nhờ tư vấn pháp luật. Hai người này sau đó đã nhận của ông Quân hơn 1,6 triệu đô la Mỹ và đưa cho Lê Thanh An 1,5 triệu đô la Mỹ để tiếp tục nhờ chạy án cho ông Quân bị cáo Lê Thanh An sau đó nhờ một người mang 970.000 đô la Mỹ đến gặp Nguyễn Ngọc Triệu, nhờ sư trụ trì này giúp chạy án cho ông Quân. Bị cáo Triệu nhận tiền và hứa tìm người tác động giúp ông Quân không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Triệu cũng không liên hệ hay đưa tiền cho ai để lo việc cho ông Quân. Cuối năm 2021, ông Quân bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Joe Biden cải thiện đáng kể so với thời điểm thấp nhất vào mùa hè này, nhưng vẫn còn những lo ngại về cách thức ông điều hành nền kinh tế. Theo một cuộc khảo sát ý kiến công chúng của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề cận công cộng North trực thuộc hãng tin AP, sự ủng hộ dành cho ông Biden đã phục hồi từ mức thấp 36% vào tháng 7 lên 45%. Phần lớn là nhờ sự ủng hộ của những người theo đảng Dân Chủ gia tăng chỉ 2 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Trong vài tháng hè ảm đạp, khi giá xăng dầu lên đến đỉnh điểm và các nhà lập pháp dường như bế tắc, phe Dân Chủ đối mặt với khả năng thất bại nặng nề trước phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, nhìn chung tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden vẫn ở mức thấp, với 53% người trưởng thành ở Mỹ không ủng hộ, và nền kinh tế tiếp tục là điểm yếu đối với ông Biden chỉ 38% đánh giá cao sự lãnh đạo về kinh tế của ông khi đất nước đang đối mặt với lạm phát cao và phe Cộng hòa đang tìm cách biến vấn đề tài chính gia đình eo hẹp thành chủ đề vận động tranh cử chính yếu trong cuộc bầu cử sắp tới. Những người theo Đảng Dân chủ giờ có quan điểm tích cực hơn về tổng thống so với hồi tháng 6, 46% so với 31%. Những người theo Đảng Cộng hòa phần lớn vẫn còn quan điểm tiêu cực với chỉ 10% cho rằng tình hình đang tốt và 90% cho rằng không tốt. Khoảng 1 phần tư người Mỹ giờ nói rằng đất nước đang đi đúng hướng, 27% tăng từ 17% hồi tháng 7, 72% cho rằng nước Mỹ đang đi sai hướng. Reuters đưa tin một số di dân đến đảo Manthas Vineyard ở bang Massachusetts hôm thứ Năm 15 tháng 9 cho biết họ đã bị lừa trong khi đó, các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ kêu gọi cần phải điều tra về việc thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người đã đưa di dân từ bang Texas đến hòn đảo. Tòa Bạch Ốc và các cư dân của hòn đảo nghỉ dưỡng gọi đây là một chiêu trò giật gân về mặt chính trị. Khi ông DeSantis kết bè cánh với hai thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa ở Texas và Arizona trong việc đưa di dân lên miền Bắc nước Mỹ, những vị thống đốc này đã tìm cách nêu bật sự khác biệt của hai đảng về chính sách nhập cư, và chuyển gánh nặng chăm lo cho người nhập cư sang các khu vực thuộc Đảng Dân Chủ. Trong nhiều tháng, Texas và Arizona đã chở di dân bằng xe buýt đến các thành phố New York, Chicago và Washington do Đảng Dân Chủ quản lý. Florida giờ đây tham gia chiến dịch này. Cơ quan lập pháp Florida đã để ra 12 triệu đô la Mỹ để vận chuyển di dân từ bang này đến các địa điểm khác. Hai chuyến bay hôm 14 tháng 9 chở khoảng 50 di dân, chủ yếu là người Venezuela. Vài giờ sau khi hai máy bay đó hạ cánh, hai chiếc xe buýt do thống đốc Texas, Gray Abbott đã đưa di dân tới một khu phố ở thủ đô Washington hôm 15 tháng 9. Cách dinh thự chính thức của Phó Tổng thống Kamala Harris không bao xa. Một di dân Venezuela đến Mantas Vineyard tự giới thiệu tên là Luis, 27 tuổi, và nói rằng anh ấy và 9 người thân được hứa sẽ có một chuyến bay đến Massachusetts cùng với chỗ ẩu tạm trợ cấp trong 90 ngày, giúp xin giấy phép lao động và học tiếng Anh. Anh ấy nói rằng họ rất ngạc nhiên khi chuyến bay của họ hạ cánh xuống một hòn đảo. Manta Vineyard vốn được biết đến là nơi nghỉ dưỡng mùa hè với cư dân hầu hết là những người Mỹ giàu có, theo đường lối tự do, bao gồm cả cựu Tổng thống Barack Obama, một đảng viên dân chủ sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng trị giá hàng triệu đô la Mỹ ở đó. Ông DeSantis biện hộ về các chuyến bay đó và nói trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ Joe Biden đã không chịu động tay động chân để bảo vệ biên giới. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Razam Kadyrov hôm 16 tháng 9 tuyên bố, các binh sĩ thuộc các tiểu đoàn Rapakhamed và Vostokhamed cùng với các chỉ huy giàu kinh nghiệm của họ đã được điều đến khu vực Donbass. Các đơn vị này được trang bị hiện đại và sở hữu nhiều vũ khí tối tân. Ông Khadirov tin tưởng rằng lực lượng này sẽ là bổ sung đắc lực cho quân đội Nga tại Donbass. Hôm 12 tháng 9, giới chức Chechnya tuyên bố sẽ tái triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ tới khu vực đang diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine sau thời gian những binh sĩ này nghỉ ngơi. Trước đó, nhà lãnh đạo Chechnya đã tuyên bố sẽ thành lập thêm 4 tiểu đoàn binh mới với quân số ấn tượng nhằm hỗ trợ các lực lượng Nga tại Ukraine. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, ông Kadyrov được biết đến là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Tổng thống Putin cũng như quân đội Nga. Ngoài việc gửi binh sĩ của lực lượng vũ trang Chechnya đến tham chiến trực tiếp tại Ukraine cùng quân đội chính quy của Nga, ông Kadyrov còn tích cực đăng đàn, chỉ trích và thậm chí đe dọa các nước phương Tây là đồng minh của chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 16 tháng 9, lực lượng phòng không Ukraine đã tấn công 4 khu vực trọng điểm chứa trang thiết bị quân sự và một điểm yểm trợ của Nga. Tổn thất của Moscow đang được xác định cụ thể. Ngoài ra, các đơn vị phòng không của chúng tôi ở những hướng khác nhau đã tiêu diệt một máy bay Su-24, còn được gọi là máy bay phản lực Fencer, hai tên lửa có cánh. Trong những ngày vừa qua, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục phản công với hy vọng giành lại quyền kiểm soát một số khu vực. Chẳng hạn như Kherson và Izium, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật rằng trong khi các lực lượng vũ trang Nga đã bắn nhiều tên lửa và không kích vào các khu vực khác nhau ở Ukraine, Moscow phải chịu tổn thất đáng kể về nhân sự và thiết bị quân sự mỗi ngày. Điều này ảnh hưởng lớn đến tâm lý của quân đội Nga. Các quan chức Ukraine gần đây cũng cáo buộc lực lượng quân sự Nga phóng tên lửa về phía các nhà máy điện. Mykhailo Porodiak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với hãng tin Interfax hôm 16 tháng 9 rằng Tôi tin rằng những cuộc tấn công của Nga và các nhà máy nhiệt điện và thủy điện sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển giao các hệ thống này cho chúng tôi. Trong bối cảnh Ukraine đang phản công, thư ký báo chí Ngũ Giác Đài, chuẩn tướng Patry cho biết hôm 16 tháng 9, Ukraine đang củng cố lợi ích của họ sau khi giành lại đám kể khu vực lãnh thổ trong khi Nga đang cố gắng củng cố tuyến phòng thủ của họ sau khi bị đẩy lùi. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu 16 tháng 9 đã ra thông báo cấm thêm 41 công dân Australia nhập cảnh vào Nga. Trong số những người được thêm vào danh sách trước đó là các nhà báo của các kênh truyền thông Sky News, ABC, Seven News và Nine News, cũng như các giám đốc điều hành trong ngành công nghiệp vũ khí lệnh cấm đã nâng tổng số người Australia bị Nga cấm nhập cảnh vô thời hạn lên đến 100 người, với cáo buộc họ là một phần của chiến dịch bài Nga. Các nước phương Tây bao gồm Australia đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga kể từ khi nước này đưa quân vào Ukraine vào cuối tháng 2, trong khi Moscow cấm hàng chục người từ các nước phương Tây để đáp trả. Trong buổi phỏng vấn với hãng tin Reuters vào ngày 16 tháng 9, Tổng thống Zelensky nói rằng ông đã nhận được đề xuất thỏa thuận của Liên Hợp Quốc. Tổ chức này đề nghị khôi phục lại tuyến đường dẫn khí Ammoniac của Nga đi qua Ukraine để giảm bớt tình trạng thiếu phân bón trên toàn cầu. Ông nói, tôi phản đối việc nguồn cung cấp Ammoniac từ Liên bang Nga đi qua lãnh thổ của chúng tôi. Tôi chỉ làm điều đó để đổi lấy các tù nhân của chúng tôi. Đây là những gì tôi đã đề nghị với Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ ý kiến này. Hãng thông tấn TASS đưa tin, người và ammonia có giống nhau không? TASS trích dẫn lời của ông Dmitry Peskov. Liên hợp quốc đã đề xuất rằng khí ammonia thuộc sở hữu của nhà sản xuất phân bón nga Eurochem được đưa qua đường ống đến biên giới Ukraine. Tại đó nó sẽ được mua bởi nhà kinh doanh hàng hóa chamo có trụ sở tại Hoa Kỳ theo đề xuất. Đường ống được thiết kế để vận chuyển tới 2,5 triệu tấn ammoniac mỗi năm từ vùng Volga của Nga đến cảng Pifeni trên biển đen của Ukraine, gần Odessa. Đường ống vận chuyển ammoniac này đã bị đóng cửa sau khi Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Ông Zelensky nói rằng hàng trăm quân Nga đã bị bắt trong cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine ở khu vực Kharkiv phía đông bắc Ukraine. Tuy nhiên, Nga đang giam giữ nhiều binh sĩ Ukraine hơn so với số lượng tù binh Nga mà Ukraine giam giữ. Số phận của các binh sĩ Ukraine bị Nga giam giữ, và đặc biệt là những người bị bắt sau khi cầm cự hàng tháng trời trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol bị bao vây, là một vấn đề rất nhạy cảm ở Ukraine một số người thân của họ vào thứ Sáu đã tụ tập ở bên ngoài khu vực nơi đặt văn phòng của ông Zelensky, cầm những tấm biển ghi mang các anh hùng Azovstone về nhà. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 16 tháng 9 cho biết, sự tập trung hiện tại của Đức vào chiến tranh Ukraine không có nghĩa là nước này có thể rời mắt khỏi những diễn biến an ninh ở những nơi khác. Cho dù ở ngưỡng cửa nhà của Đức, ở Tây Ban Khan hay ở Ấn Độ Dương, bởi vì các cuộc xâm lược có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Trong một cuộc phỏng vấn tại Bộ Quốc phòng Đức ở Berlin, bà Lambrecht nói rằng: "Chúng tôi đương nhiên đang quan sát sự tăng cường quân đội của Trung Quốc với sự lo ngại và đang quan sát rất chính xác từng bước ở đó. Đức đang ngày càng tham gia cùng với các quốc gia phương Tây khác trong việc thể hiện sức mạnh hơn ở khu vực Ấn Độ Dương trong bối cảnh ngày càng báo động về những tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh, thậm chí có nguy cơ khiến đối tác thương mại hàng đầu của họ khó chịu." Năm ngoái, Berlin đã cử tàu chiến lần đầu tiên trong gần 20 năm tới vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và trong tháng này, họ đã cử 13 máy bay quân sự đến tập trận chung ở Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói: Thông qua sự hiện diện và tham gia của chúng tôi trong các cuộc tập trận, chúng tôi đang gửi đi những tín hiệu rõ ràng, chúng tôi đứng về phía các đối tác, những người ủng hộ trật tự dựa trên quy tắc Bà Lamret nói thêm rằng mỗi quân đội đều có trang bị riêng, vì vậy các nước cần luyện tập cùng nhau để xác định và giải quyết mọi vấn đề. Các cuộc tập trận của Australia đã được chứng minh là rất mang tính xây dựng và cho thấy Đức có thể thực hiện cam kết của mình với các đối tác trong khu vực cũng như với tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Khi được hỏi liệu Đức có gửi tàu chiến qua eo biển Đài Loan như Hoa Kỳ đã làm hay không? bà trả lời đây không phải là khiêu khích hoặc là leo thang tình hình theo bất kỳ cách nào thay vào đó cách tiếp cận của chúng tôi là giảm leo thang mối quan hệ của đức với trung quốc từ lâu đã tập trung vào trao đổi kinh doanh cùng có lợi với sự mở rộng kinh tế nhanh chóng của trung quốc và thúc đẩy tăng trưởng của chính nước này tuy nhiên bà lambrecht nói rằng từ cuộc khủng hoảng năng lượng do nga xâm lược ukraine đức đã học được bài học là không quá phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào Reuters ngày 16 tháng 9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, quân đội Đức đang xem xét kỹ lưỡng các hành động của các lực lượng Nga gần đây đã đến doanh trại chính của họ ở khu vực vùng Gao của Mali và đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của sân bay ở khu vực này. Berlin đã triển khai khoảng 1.000 quân đến Mali, hầu hết ở khu vực gần thị trấn Gao, miền Bắc Mali, với nhiệm vụ chính là thu thập thông tin do thám cho phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali, Minusma MINUSMA được thành lập vào năm 2013 để hỗ trợ quân đội nước ngoài và địa phương chiến đấu với các tay súng Hồi giáo. Tuy nhiên, tương lai giải hạn cho sứ mệnh trinh sát của phái bộ Đức đang vấp phải những nghi ngại. Sau cuộc tranh chấp mới nhất với chính quyền quân sự ở Bamako và sự xuất hiện của lực lượng Nga ở Gao, điều này cũng đã làm tăng thêm sự bất an của Berlin trước sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga ở Mali. Nhiệm vụ của quân Nga đã xuất hiện ngay doanh trại của chúng tôi là những gì? Họ chỉ hỗ trợ binh lính Mali về trang thiết bị và huấn luyện, hay người Nga gây ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay Gao. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Christine Lambrecht cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Cho đến nay, sự hiện diện của Nga không có tác động cụ thể nào đến hoạt động quân sự của Đức, theo bà Lambrecht. Vào tháng 4, Đức đã kêu gọi chính quyền quân sự Mali ngừng hợp tác với các nhà thầu quân sự của Nga nếu họ muốn kích hoạt lại hoàn toàn quy trình huấn luyện của liên minh châu âu dành cho các lực lượng vũ trang của nước này công ty quân sự tư nhân wagner group của nga đã bắt đầu cung cấp hàng trăm lính đánh thuê vào năm ngoái để hỗ trợ quân đội mali và kể từ đó đã bị các nhóm nhân quyền và cư dân địa phương cáo buộc tham gia vào các vụ thảm sát thường dân những cáo buộc mà họ đã không phản hồi Bà Lamret cũng báo hiệu rằng Đức sẽ tiếp tục tham gia quân sự ở Niger, nơi có chung biên giới với Mali và nơi quân đội Đức đã tham gia một nhiệm vụ huấn luyện được cho là sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Trung Quốc lên kế hoạch trừng phạt CEO của Boeing Defense Raytheon right vì các thương vụ với Đài Loan. Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giám đốc điều hành của Boeing, Defense và Raytheon vì sự tham gia của họ trong thương vụ bán vũ khí mới nhất của Washington với Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm 16 tháng 9. Các biện pháp trừng phạt áp dụng với giám đốc điều hành, tập đoàn quốc phòng, không gian và an ninh của Boeing, ông Ted Colbert và ông chủ Gregory Hayes, của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Raytheon nhằm đáp trả việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 9 đã thông qua hợp đồng bán thiết bị quân sự cho Đài Loan. Hợp đồng này bao gồm 60 tên lửa chống hạ và 100 tên lửa không đối không từ hai nhà thầu chính gồm Boeing, Defense và Raytheon. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết, hai giám đốc Robert và Hayes sẽ bị trừng phạt để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Bà Mao không cho biết cụ thể lệnh trừng phạt là gì và cách thức triển khai. Trong hai công ty Mỹ nói trên, không công ty nào bán sản phẩm quốc phòng cho Trung Quốc. Nhưng cả hai đều có các doanh nghiệp hàng không thương mại phát triển mạnh ở Trung Quốc. Ngũ Giác Đài thông báo gói vũ khí mới sau khi Trung Quốc triển khai đợt tập trận bắn đạn thật rầm rộ quanh Đài Loan để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào đầu hồi tháng 8. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng Nhật Bản hôm thứ Bảy 17 tháng 9 đã cảnh báo về một cơn bão lớn và mạnh dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo Kyushu miền nam nước này vào ngày mai 18 tháng 9, mang theo lượng mưa lên tới nửa mét. Cơ quan này cho biết họ có thể đưa ra một cảnh báo đặc biệt đối với tỉnh Kagoshima và các khu vực khác của Kyushu, đảo chính ở cực nam của Nhật Bản, sớm nhất là vào tối thứ Bảy với khả năng sóng cao và mưa lớn ở các khu vực này. Ryota Kurora, quan chức thuộc cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình, những cơn bão và lượng mưa chưa từng có có thể tấn công khu vực này, đồng thời kêu gọi cư dân ở đó di rời trước khi trời tối. Cơ quan này dự báo miền Nam Kyushu có thể hứng chịu lượng mưa 500mm vào Chủ nhật, trong khi khu vực miền Trung Tokai có thể có lượng mưa 300mm Bão Namado đã tiến gần đảo Minami-Daito ở phía nam Nhật Bản, hướng về phía tây bắc với vận tốc 20 km/h vào chiều thứ bảy. Cơn bão được dự báo sẽ chuyển hướng về phía đông và đi qua Tokyo vào thứ ba trước khi di chuyển ra biển vào thứ tư. Các đài truyền hình trong nước đã phát sóng cảnh gió mạnh và mưa đang chút xuống chỗ đảo phía nam Okinawa của Nhật Bản khi cơn bão đến gần. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Secret Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.